những câu chuyện đời nhiều bất hạnh. Những nỗ lực để tìm con đường sống cho mình và người thân. Những tình cảm sẻ chia từ lòng nhân ái, xoa dịu nỗi đau, hướng đến một tương lai tươi sáng. Tất cả cùng chung tay vì bà con nghèo. Khát vọng sống, kết nối cộng đồng, trợ giúp bà con nghèo hồi sinh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vỏn vẹn hơn một tháng trời, cả bố và mẹ của ba anh em A Lương ở huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum đều qua đời vì bạo bệnh. Trong căn nhà vốn đã chẳng có gì đáng giá, nay lại thiếu đi bóng dáng mẹ cha. Những đứa trẻ dại khờ, vốn đã quen cảnh nghèo khó bấy lâu, nay lại thêm phận mồ côi, lay lắt qua ngày, không biết đâu là tương lai. Trong chương trình truyền hình nhân đạo Khát vọng sống hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với hoàn cảnh của gia đình em A Lương, người dân tộc Ba Na, ở thôn 1, xã Đắc Tơ Lung, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum. Trong hành trình này, hy vọng những tấm lòng nhân ái của Khát vọng sống sẽ phần nào giúp những đứa trẻ mồ côi sẽ có thêm niềm tin và động lực để bước tiếp hành trình cuộc đời. Một hành trình dẫu không mẹ, không cha, nhưng sẽ đỡ gian nan, nghiệt ngã hơn. Biết đâu đấy, sau chương trình, các em sẽ được đón nhận thêm sự bao bọc, chở che và yêu thương từ những trái tim nhân ái trên khắp mọi miền. Tây Nguyên, những tháng cuối năm, gió hanh hao và cỏ cây ngả màu úa vàng khô khốc. Căn nhà của ba anh em, A Lương gần 18 tuổi, A La 13 tuổi và bé Y Lá 9 tuổi, cùng người ông tên Adra, năm nay đã bước sang tuổi 105, nằm treo leo trên mỏm đất cằn cỗi. Cái chênh vênh ấy cũng chính là sự chênh vênh của những người con đã từng và đang sống trong ngôi nhà. Nhiều năm trước, vì gia cảnh nghèo khó, bố mẹ A Lương dắt díu nhau về cùng ở trong căn nhà tình nghĩa của người bố lớn tuổi. Thời gian đầu, dù chưa bệnh tật gì, nhưng vì chẳng có mấy tấc đất canh tác, nên cuộc sống của gia đình quẩn quanh trong nghèo khó. Vài năm sau, cả bố và mẹ, ba anh em A Lương đều mắc bệnh xơ gan. Bệnh tật bào mòn sức khỏe, bao nhiêu tài sản ít ỏi cứ thế đội nón ra đi. Bệnh ngày càng nặng, cả hai trụ cột chính của gia đình đành nằm một chỗ, phó mặc sinh mệnh cho số phận đẩy đưa. Từ ngày bố mẹ đổ bệnh, cơm ăn áo mặc của cả nhà phải trông chờ hết vào số tiền trợ cấp mấy trăm ngàn đồng một tháng của người ông. Cuộc sống đường cùng, những đứa nhỏ cũng dần quen với những bữa cơm ăn không đủ no, những manh áo không đủ ấm. Lay lắt sống như ngọn đèn trước gió. Tháng 10 năm ngoái, người mẹ cũng rời xa ba anh em. Tàn trước chưa kịp qua, một tháng sau, bố của em cũng ra đi. Ba đứa trẻ lại một lần nữa mất đi người thân. Người cha già hơn 100 tuổi đau lòng chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Mất đi chỗ dựa, mất đi hơi ấm mẹ cha, ba anh em như bầy gà con lạc mẹ co ro lại với nhau. Giờ chỉ còn ông nội để làm chút nương tựa tuổi thơ. Nhưng ông nội nay đã già yếu, đâu biết được ngày mai sẽ ra sao. Qua buồn mình bay người, cả con, cả cháu, cả vợ chồng, nó bay người. Vô chết, hai đứa là quá buồn, khóc miết, ra nước mặt miết. Chứ ông già, bây giờ là ông già rất khổ. Không biết làm sao. Coi là khôn,
con nhu chết nè. Nước không có ai mà đi lại cho ông già nước mà cưới. Nó không có ai mà đi lại thì cưới. Khổ lắm. Biết làm sao. Cái gạo nó ăn chỉ nhiều số. Số được rồi. Không đủ ăn. Còn là một bầu gạo là bây giờ là 400. Mà là chỗ đó mà 400. Tiền của tôi là tiền số là 200, 300. Khổ lắm. Con đó hai cháu mà đi học không có. Không có gì mua mà. Bây giờ là quần áo rách sẽ thơm thôi, cái mới không có. Hai cháu đó, có là cháu là coi con mồ côi rồi. Bây giờ khó khăn lắm. Từ ngày bố mẹ mất, căn nhà nhỏ vỏn vẹn mấy chục mét vuông, vốn đã chẳng có gì đáng giá, nay càng trống vắng đến lạ. Chiếc giường cũ kỹ với tấm chăn ố màu là chỗ nằm của ba ông cháu. Y Lá mới 9 tuổi nhưng đã sớm quen với việc nhóm bếp thổi cơm. Chiếc nồi nhỏ lọt thỏm giữa ngọn lửa đỏ rực. Chỉ với một ít rau xào, nhưng đây sẽ là bữa ăn cả ngày hôm nay của mấy ông cháu. Thương ông, thương mấy đứa em còn nhỏ đã chịu cảnh thiệt thòi, nên hễ ai có việc gì cần thuê người là A Lương lại đi làm cho họ để kiếm tiền mua gạo, mua thức ăn cho cả nhà. Chưa đầy 18 tuổi, công việc làm thuê trên nương rẫy nặng nhọc, nhưng A Lương chẳng thể lựa chọn có làm hay không. Vì giờ đây, em chính là chỗ dựa của cả nhà. Từ lúc bố mẹ em mất thì em nghĩ em giống như là bố của hai đứa em. Phải chịu chăm lo học như này. Sáng thì lúc có tiền thì cho hai đứa người 10.000, còn không có thì hai đứa em phải đi học không ăn cơm xong đi học. Em làm đi theo, có lúc thì đi theo họ hàng đi làm, còn không thì đi theo người ta làm thuê, nhổ mì, phát mì, phun thuốc gì đấy đúng như vậy. Ngày được 150-200. Cái số tiền 150-200 mà người ta trả công cho em á, em dùng để làm gì? Em dùng để mua đồ ăn rồi cho hai đứa đi học. Có nghĩa là hiện tại thì bản thân em cũng chưa đủ 18 tuổi mà mình đã phải gánh vác cái vai trò của một người anh, một người bố á, thì mình cảm thấy cái vai trò đó có nặng nề không, và có khi nào em cảm thấy buồn không? Dạ, rất là mệt. Em thấy buồn thì vẫn buồn nhưng mà không biết làm sao nữa. A La năm nay học lớp 4, còn Y Lá học lớp 3. Ngoài những buổi đi học, A La ở nhà với ông hoặc đi quanh trong xóm. Còn cô bé Y Lá cứ rảnh lại tranh thủ mượn chiếc cuốc, chiếc bao của hàng xóm để đi mót củ mì. Một mình lặn lội từ mảnh rẫy này đến mảnh rẫy khác, đi bộ lên tận mấy ngọn đồi cao cháy nắng. Vóc người đã bé nhỏ lại càng gầy gộc, đen nhẹm hơn. Không mẹ, không cha, những chuyến lên nương ấu thơ của cô bé Y Lá cũng đơn độc, vất vả hơn. Kiếm được vài ngàn đồng, Y Lá đều dành để dùng mỗi khi đi học. Cô bé ngây thơ, dẫu chưa hiểu được
nỗi mất mát đang phải trải qua. Dẫu chưa thể nói tròn vành, rõ chữ, nỗi buồn tuổi của một đứa bé mồ côi, nhưng đã tự mình thích nghi với việc tập chăm lo cho mình và san sẻ vất vả với ông, với anh. Con có thích đi học không? Dạ thích. Tại sao lại thích đi học? Muốn học. Thế bây giờ mình có hay đi mót mì không? Nhà mọc. Đi mót mì ở đâu? Mọc mì ở kia. Mọc mì trong rừng. Trong rừng à? Đi xa không? Dạ, xa. Thế mỗi lần mót thì đi lâu không? Đi bao lâu? Dạ lâu. Một ngày hay là một buổi? Một buổi. Một buổi về rồi thì mình kiếm được bao nhiêu tiền? Mười nghìn á? Mười nghìn đó mình mua cái gì nào? Bánh đi học. Mua bánh để đi học á hả? Thế mình có nhớ bố mẹ mình không? Dạ nhớ. Nhớ thì làm sao? Bây giờ nhớ thì làm sao? Mình buồn mít lắm. Từ ngày bố mẹ A Lương mất, ông A Minh Lan, chú của A Lương, thường lui tới để ngó ngàng và giúp đỡ các cháu. Nhưng vì nhà rất khó khăn, nên chú chẳng thể làm gì hơn để các cháu vơi bớt nỗi thiệt thòi. Đang lo lắng lắm, nhưng mà nhà cũng không có điều kiện hết. Nếu bác có điều kiện thì bác lo cho, bác cũng có điều kiện, cháu mình là cháu thương. Ở đây thì rất chỉ là khó khăn. Thì mấy năm trước đây thì chung thì riêng hộ đây, gia đình ông Đa Đa là nằm trong hộ nghèo, mà hộ nghèo cũng lâu rồi. Sau khi hai vợ chồng mất này kia thì vấn đề là nấu cơm hoặc là lấy nước cho cụ này kia càng rất chỉ là khó khăn hơn. Còn vấn đề có con cái ở ngoài xa này kia thì không phải là trực tiếp, giống như ở một căn nhà này nó rất chỉ là thay là càng khó hơn. Trong nghịch cảnh bủa vây, gần 18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất để nuôi dưỡng và thực hiện những ước mơ. Vậy mà A Lương chẳng có lấy nổi một mong ước cho bản thân mình. Em nghĩ thì em không có ước mơ gì hết. Là có ngày, là hàng ngày có, nếu mà em nghĩ là hàng ngày em đi làm có tiền thì được vất vả hơn, lo cho hai đứa em, lo cho ông nữa. Là sợ không có tiền, không có tiền để lo ăn uống hàng ngày mệt. Thế ngoài cái việc mà lo cơm ăn áo mặc hàng ngày ấy, thì có bao giờ em nghĩ đến một cái ước mơ xa xôi hơn cho tương lai của em cũng như các em của mình không? Em không nghĩ đến ước mơ gì hết anh chị. Tại sao vậy? Em nghĩ em không về tới được ước mơ của em. Nếu mà hai đứa em học giỏi thì em cho hai đứa em học thêm. Em vẫn lo cho hai đứa em học. Nhưng mà em nghĩ hai đứa em học không giỏi thì học tới lớp 9 là cho hai đứa em nghỉ học làm cùng em nữa. Hiện thực nghiệt ngã, nghèo khó và mất mát đã lấy đi tuổi thơ hồn nhiên, tươi vui của ba anh em A Lương. Nỗi đau mất mát người thân cũng đã lấy đi những năm tháng an yên tuổi xế chiều của ông Adara. Giấc mơ bé con của những đứa trẻ chưa kịp thành hình đã vội bị vỡ nát bởi hiện thực cuộc sống khắc nghiệt. Một bữa cơm không đủ no, chỉ với ít rau, với bột canh, với hũ đường. Ông Adara và ba anh em mồ côi lấy gì để nuôi giấc mơ đến trường, đến lớp mai sau? Khi nỗi đau mất đi người thân còn đó chưa kịp nguôi ngoai, khi những đứa trẻ vẫn còn đang chơi với giữa cảnh mất mẹ, mất cha,
chương trình truyền hình nhân đạo Khát Vọng Sống đã đến thăm và động viên gia đình em A Lương. Căn nhà nhỏ, lạnh lẽo, trống hoác, nay đón tiếp những vị khách lạ. Có người đã vài lần đến Kon Tum, nhưng cũng có người lần đầu đặt chân đến mảnh đất Tây Nguyên. Tại đây, ban tổ chức cùng chính quyền địa phương đã hỏi thăm, trao cho gia đình những lời động viên, chia sẻ ấm áp. Để giúp ông Adora cùng ba anh em A Lương, A La, Y Lá bớt đi khó khăn trong cuộc sống, cũng như chấp cánh thêm cho những giấc mơ của ba anh em A Lương, ban tổ chức đã trao số tiền 90 triệu đồng cùng nhiều phần quà thiết thực có giá trị cho các em. Toàn bộ số tiền này do ban tổ chức cùng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Kon Tum kêu gọi các tổ chức, cá nhân mạnh thường quân chung tay ủng hộ cho gia đình các em. Mong rằng chương trình với Khát Vọng Sống sẽ giúp mấy cháu càng ngày có tương lai nhiều hơn, có cho cháu có cuộc sống nó thoải mái hơn một chút xíu và có đi học và có người chăm sóc. Mình mong là chương trình Khát Vọng Sống sẽ giúp cho mấy cháu có tương lai tiến tới. Với số tiền đóng góp 90 triệu đồng, sau khi bàn bạc thống nhất cùng địa phương và gia đình, số tiền được phân bổ như sau. 80 triệu đồng sẽ được gia đình gửi tiết kiệm tại ngân hàng để chăm lo cho tương lai của ba anh em. 10 triệu đồng còn lại được dùng để trả nợ gia đình đã vay mượn trước đó. Còn một phần để các em trang trải chi phí sinh hoạt. Ngoài ra, ban tổ chức cùng chính quyền địa phương đã động viên định hướng cho ba anh em A Lương về công việc và học tập trong tương lai. Hy vọng với sự giúp đỡ định hướng này, gia đình A Lương sẽ có những bước ngoặt mới. Cuộc sống sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay thì là được cái đài truyền hình Khát Vọng Sống đến về thăm làm chương trình và có phần quà cho gia đình thì cấp ủy chính quyền địa phương rất là cảm ơn. Rất là cảm ơn. Và trong thời gian tới thì rất là mong chương trình Khát Vọng Sống cũng như các cấp, các ngành, các mạnh thường quân thì tiếp tục có cái hướng quan tâm hơn nữa để làm sao cho ba em nhỏ mồ côi, đặc biệt là hai em đang học, đang trong tuổi đi học, để có thể tiếp tục được đi học, được đến trường. Định hướng tiếp theo thì phòng lao động sẽ hướng dẫn cho xã, sẽ làm thủ tục, hoàn thiện thủ tục để đưa hai cháu là cháu A Lang và cháu Y Lá, là một cháu 9 tuổi, một cháu 11 tuổi, để gửi vào trung tâm. Ở đó thì nhìn thấy nhờ trung tâm chăm sóc, nó đảm bảo có sự tương lai cho các cháu. Còn cháu A Lương thì xã cùng với huyện sẽ vận động, các ban ngành sẽ vận động để tạo công ăn việc làm cho các cháu. Qua đây thì cũng cảm ơn rất nhiều đối với chương trình Khát Vọng Sống đã trực tiếp giúp cho các cháu có được cái cuộc sống. Hiện nay thì phải nói cái chương trình hỗ trợ số tiền như vậy và kèm theo đó là quà nữa thì trước mắt là các cháu đảm bảo ổn định. Cảm ơn Đài Truyền hình tỉnh Kon Tum
đã kết nối, một phần là các anh chị cũng đã kêu gọi các mạnh thường quân trong tỉnh Kon Tum đã đóng góp số tiền rất là đáng kể. Rất vui và rất cảm ơn mấy cô chú giúp đỡ em gắng hơn để tốt hơn bây giờ. Để lo hơn đi em nữa. Quý vị và các bạn thân mến, chia tay với câu chuyện của gia đình em A Lương ở thôn 1, xã Đắc Tơ Lung, huyện Con Rẫy, tỉnh Kon Tum. Hy vọng rằng quý vị và các bạn bằng tấm lòng thiện nguyện của mình sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ cho gia đình em A Lương nói riêng và những hoàn cảnh khó khăn nói chung có nguồn lực vươn lên trong cuộc sống. Đến đây, chương trình Khát Vọng Sống kỳ này xin tạm khép lại. Cảm ơn nhà tài trợ chính, công ty Tôn Tân Phước Khanh và các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng chúng tôi